Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương và các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc với đại diện cử tri các xã Thượng Kiệm, Lưu Phương và thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, cùng dự có lãnh đạo một số sở ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và huyện Kim Sơn. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Kim Sơn thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo với cử tri về kết quả nội dung kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp đã diễn ra từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 với nhiều nội dung quan trọng. Quốc hội đã thông qua 6 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác. Bên cạnh đó, Quốc hội đã xem xét các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Cử tri cũng được nghe thông báo thời gian, chương trình kỳ họp cuối năm, Hội đồng Nhân dân huyện Kim Sơn thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2022. Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, cử tri các xã, thị trấn đã bày tỏ tin tưởng, đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, hoạt động hiệu lực hiệu quả của Quốc hội và điều hành quyết liệt của Chính phủ trong thời gian qua, đã tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó, cử tri cũng phản ánh một số khó khăn bất cập nảy sinh từ thực tiễn, đề nghị Chính phủ, Quốc hội, các bộ ngành và tỉnh quan tâm giải quyết. Cụ thể, trước tình hình thế giới còn nhiều bất ổn, dịch bệnh diễn biến phức tạp, cuộc sống của người dân trong nước chịu nhiều ảnh hưởng do giá cả biến động, sản xuất kinh doanh gặp khó khăn. Cử tri xã Thượng Kiệm đề nghị các cấp các ngành tăng cường các giải pháp kiềm chế lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo đời sống cho nhân dân. Cử tri thị trấn Phát Diệm phản ánh trong quá trình làm tuyến đường Nguyễn Công Trứ, quốc lộ 21B khiến hệ thống vỉa hè hư hỏng, gây bức xúc trong nhân dân. Người dân phải đổ bê tông vỉa hè để đi vào nhà. Do không có sự thống nhất nên chỗ cao, chỗ thấp, gây mất mỹ quan. Do vậy, cử tri đề nghị các cấp các ngành chức năng có kế hoạch cụ thể, lát lại vỉa hè để đảm bảo giao thông cho nhân dân đi lại. Đồng thời, cử tri đề nghị Trung ương, tỉnh, huyện quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho công tác chỉnh trang đô thị của thị trấn, đặc biệt là hệ thống đường, trường học, trạm y tế, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và xây dựng nghĩa trang nhân dân. Cử tri xã Lưu Phương phản ánh khu vực bãi rác trung chuyển của huyện đang nằm giáp danh với nghĩa trang nhân dân, đình làng và chùa Lưu Phương, gây ô nhiễm môi trường, cảnh quan nơi thờ tự. Do vậy, đề nghị sớm chuyển vị trí quy hoạch bãi rác ra khu vực phù hợp hơn. Đồng thời, cử tri đề nghị nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn xã để đảm bảo cung cấp điện an toàn cho nhân dân. Tiếp đó, lãnh đạo huyện Kim Sơn đã giải trình, làm rõ những nội dung, vấn đề mà cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết trách nhiệm của cử tri. Đồng chí cũng thông tin thêm với cử tri về kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, tình hình kinh tế xã hội thế giới, khu vực, đất nước của tỉnh Ninh Bình trong thời gian vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành giám sát hiệu quả tích cực của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự ủng hộ của người dân và cộng đồng doanh nghiệp đã giúp kinh tế xã hội của đất nước phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, với nhiều kết quả đạt được khá cao, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cho cả giai đoạn 2021-2025 theo nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của nhân dân tỉnh Ninh Bình nói chung và huyện Kim Sơn nói riêng. Đồng chí cũng trao đổi, làm rõ một số vấn đề mà cử tri đang quan tâm, đồng thời khẳng định các ý kiến sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cấp các ngành chức năng tổng hợp tiếp thu, giải quyết trong thời gian tới.